Rồi, Hiếu chào tất cả anh em. Hôm nay thì lại tranh thủ buổi trưa thì vợ chồng Hiếu lại đang đóng hàng cho anh em. Bà xã chào anh em cái xem nào. Vâng, chào tất cả các anh em nha. Anh em nào mua hàng thì cứ liên hệ qua Zalo 0962783889 để được em tư vấn nha. Ngửa cái mặt lờ lên xem nào. Thôi, ấy đi, mang này. Giới thiệu mà tất cả anh em thì tranh thủ cái buổi trưa vừa ăn cơm xong thì bà xã lại bảo Hiếu đi ra đây đóng hàng cho các anh em. Thì hàng hóa thì nó vẫn như mọi ngày thôi, ICZ con AT với cả một số mẫu bóng đèn mới, tức là cái mẫu ma mới của những cái dòng bóng đây này, bóng của OIS hay CTG này, là cái loại BMA này anh em mày, thì nó ra loại bóng như này. Đấy, đây là cái mẫu mới, Ra từng lô. nó ra từng lô anh em nha, nhưng mà chất lượng thì nó vẫn ok, nhìn rất là đẹp, nhìn rất là hầm hố. Lần này thì Bóng của công ty thì luôn luôn nó sẽ dập một cái chữ BMA ở đây này anh em này. Đấy, cho nên anh em rất là yên tâm đến sản phẩm công ty nha, vẫn được bảo hành 1 năm cho tất cả anh em. Độ sáng vẫn cứ ok anh em nha. Đấy, độ sáng vẫn cực kỳ ok luôn, vẫn cứ chức năng là pha trắng cốt vàng, phá xương. Đấy. Đấy, rất ok anh em nha. Cho nên anh em không phải quan ngại gì đến cái chất lượng. Bóng vẫn bảo hành cho anh em từ A tới Z luôn, bóng rất là sáng. Đấy, nhưng mà hiểu thấy quả này đẹp, nhìn xịn sò. Nhìn kiểu như là hầm hố anh em nhỉ, nhìn hầm hố đẹp. Ok đấy. Bóng rất là chất. Anh em nào mà muốn mua bóng đèn LED thì cứ liên hệ cho Hiếu qua số điện thoại là 0962 783 889 anh em nhé. Thì bên em Hiếu là chuyên sản phẩm chính hãng của công ty, được bảo hành 1 năm. Bóng bi cầu mà Đấy. lắp cho xe gem đuôi nhỏ là bóng Vợ lôi cho chồng có bóng bi có kích với cả một số mẫu ra đây để cho anh em nào ơi. cái bóng lắp cho xe gem đuôi nhỏ là bóng bi Thôi thôi cầu, được rồi, bóng bi cầu lôi thì nhiều thế, có toàn lôi quả gem ra đây để làm gì hả? Sao bi cầu nào, bi bi cầu? cầu đuôi nhỏ ấy là lắp cho xe gem được đúng không? Đúng rồi, quả bộ bóng bi nhỏ cái kia thôi, không phải ấy đâu. Đưa 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 cái quả bóng đây anh cho anh em xem. Đây anh em ơi, đây là bóng này là bóng lắp cho gem nha, gem mới ôi nhỏ nha, thì chỉ có bóng này thôi. Thì anh em của Hiếu muốn nó sáng pha trắng cốt vàng thì chúng ta chỉ có mua bóng này nha. Bóng đây gọi bóng bi, nhìn rất đẹp này, từ mẫu mã nên rất là đẹp luôn. Các cái dòng bóng của công ty BMA thì khẳng định chất lượng rồi anh em nhìn này này. Đấy, đều phải có chữ BMA của công ty, chứ mình không thể nào mình làm quảng cáo bóng xong mình dập chữ lung tung được, là không có nhá. Bóng bảo hành cho anh em từ A tới Z cho nên anh em rất là yên tâm, bóng rất sáng. Hiểu có test độ sáng cho anh em rồi. Đây là bóng của công ty. Thì ngoài ra nếu như anh em mà muốn ánh sáng nó sáng mạnh, thì chúng ta chỉ sử dụng bằng bóng đèn LED. Đấy, bóng đèn LED thì nó như thế này này. Đấy, anh em chúng ta mà muốn sáng căng, sáng mạnh thì chúng ta sử dụng bằng bóng này. Thì đây là bóng đèn LED siêu sáng của nó, là sáng đã gọi là bóng đèn LED rồi thì nó là sáng trắng anh em nha, pha trắng cốt trắng. Đấy, có công ty BMA này. Đấy, anh em của Hiếu cho nên là dùng cái bóng này rất là ok. Thì bóng này là bóng sáng trắng, sáng căng lắm anh em ạ. Nếu như anh em chúng ta mà có con ui nhỏ mà chúng ta mà sử dụng hai bóng này thì khác con ô tô đối diện gọi bóng cụ luôn. Vì mọi xe thì nó chỉ sử dụng bằng một bóng thôi, nhưng mà những dòng ui thì nó lại làm hai bóng. Nếu như chúng ta mà chơi hai bóng này thì sáng căng lắm. Tất cả sản phẩm bên Hiếu thì đều là bóng của công ty BMA thì đều được bảo hành. Còn anh em chúng ta mà muốn ham hố những cái bóng rẻ ấy thì không bảo hành anh em nha. Đã bóng rẻ là không bảo hành. Đó. Đây đây là bóng LED lắp cho gem và ui nhỏ. Bóng đây là bóng của bi cầu thì sử dụng cho những dòng ui RS, ui RSX, Phil Leo rồi Future 1, Jupiter, Sirius, các cái dòng xe tay ga đấy đều sử dụng bằng chân H4, và nhất là ô tô những dòng xe Kia Morning hay là Hyundai i10 sử dụng bằng chân H4.
đã là chân H4 thì chúng ta có thể sử dụng được tất cả các sản phẩm của BMA. Đấy, nói chung là như vậy. Giới thiệu mà anh em bóng này ấy, bóng bi này thì có độ sáng, cơ độ ánh sáng thì nó sẽ gấp đôi bóng này, gấp đôi quả bóng này nha anh em nha. Vì bóng này của chúng ta là nó thuộc dòng kiểu như dạng bóng zin theo xe. Đấy, nó không có kích. Nhưng cái bóng này nó có kích anh em này, nhìn cái cục kích hộp mạch rất là to bự chà bá luôn. Đấy, bóng rất sáng. Sáng thì nó được cái cục kích này nó tăng điện lên, nó kích điện lên cho nên là độ sáng của nó rất là căng. Đây là ban ngày thôi, nhưng mà khi chúng ta đi ban đêm hoặc là Hiếu mang ra ngoài ban đêm là nó nhìn cái ánh sáng của nó, cái đường sáng của nó nhìn thấy luôn. Đấy, nhìn cái độ đường sáng của nó rất là căng luôn. Cũng pha trắng cốt vàng anh em nhé. Đấy, trắng này, vàng này. Đấy. Còn anh em của Hiếu mà không cần cái ánh sáng căng lắm thì chúng ta có thể sử dụng bằng bóng bóng như zin. Bóng như zin thì nó là bóng như này này anh em, đây là bóng như zin. Nhưng mà để mà test độ sáng so với cái bóng theo xe sợi đốt ý, thì bóng này nó sáng hơn gấp 3 lần. Sáng hơn gấp 3 lần bóng sợi đốt anh em nhé. Sợi đốt gọi bằng cụ luôn. Anh em nhìn thấy là cái đường không? Cái đường sáng này, nó nhìn cái đường sáng, nó có đường sáng luôn, nó rất là nó rọi. Đấy, pha trắng cốt vàng. Thì đây là cái quả bóng mẫu mới của công ty BMA. Bóng nào thì bóng thôi, nhưng mà đều được bảo hành từ A tới Z cho anh em. Còn các loại bóng rẻ thì Hiếu có quay cho anh em rất là nhiều rồi. Nhưng bóng rẻ thì nó không có bảo hành. Nhưng mà riêng bóng của công ty nó đều được bảo hành hết cho tất cả anh em của Hiếu. Ngoài ra các phụ tùng xe máy, từ súng thao ra máy hay là dụng cụ cầm tay, súng ba lốp, cảo bi đa lăng thì anh em cứ liên hệ cho Hiếu qua số điện thoại là 0962 783 889. Hiếu sẽ gửi về cho tất cả anh em của Hiếu trên toàn quốc nha. Đây, đây súng bắn vít này. Anh em mà mua cái bộ súng tháo ra máy như này thì Hiếu sẽ tặng kèm cho anh em của Hiếu một đầu 8 và một đầu 10. Trên cái bộ súng này thì nó chỉ có mỗi cái đây, cái móc súng và cái đầu ba ke thôi. Đấy. Thì anh em nào mà muốn mua cái súng này thì bên Hiếu sẽ tặng cho anh em một cái khẩu 8 phòng 10 đi kèm để anh em chúng ta về làm nghề nha. Đấy, bà xã đang đóng hàng thì anh em kìa. Nhìn cái mặt không thấy tươi tắn lắm anh em nhờ. Sư tử Hà Đông mà anh em, đấy gọi là sư tử Hà Đông mà, cho nên là Hiếu cũng có dám đả động gì đâu. Nói sai là nó vồ nó ăn thịt ngay đấy. Đây là bộ cảo bi anh em nha. Khi anh em chúng ta làm nghề sửa chữa xe máy thì không thể nào thiếu được cái bộ sản phẩm như này rồi. Bộ này của anh em chúng ta là phải, khi đã làm thợ là phải có nha. Bộ này sử dụng thì được cho những cái anh em chúng ta làm máy làm móc là cần hết đây này. Đấy. Đây là một bộ sản phẩm thì nó có bao gồm 5 đầu. 1 2 3 4 5. 3 trục này, 1 2 3. 3 trục và 2 cái ống. Đấy, thì để anh em chúng ta vam các cái, ví dụ như cái vòng bi của chúng ta mà bị vỡ bi thì dòng bi 6001 áo vách ngoài thì chúng ta có thể sử dụng bằng cái vam to nhất này, vam 25mm này. Này chúng ta cảo được luôn. Còn có những bi nó bị vỡ thì anh em chúng ta không đóng được áo ra thì chúng ta phải hàn. Nhưng khi có cái bộ này rồi chúng ta vam được hết. Đấy, nó rất là tiện luôn. Để phục vụ cho tất cả anh em của Hiếu trên cả nước. Anh em nào có nhu cầu mà muốn mua sản phẩm thì cứ liên hệ cho Hiếu. Hiếu gửi về tận nhà cho anh em, ship tận giường. Đấy, sản phẩm rất là ok.
Bây giờ là chuẩn bị đóng XIC chạy tour cho các ông anh đây. Sản phẩm của Hiếu thì vẫn đi thường xuyên anh em nhé. Đấy. Các cái bóng đèn LED thì ông không chia sẻ nhiều vì bên Hiếu thì có đầy đủ các loại bóng anh em nhé. Bóng rẻ, bóng đắt thì bóng gì cũng có để phục vụ cho tất cả anh em của Hiếu. Ở đây thì Hiếu chỉ nhấn mạnh là các cái mẫu bóng của cái loại BMA Zin này thì nó là mẫu mới thế thôi, để quay cho anh em để anh em biết. Đấy, những cái sản phẩm nó mới ra thì nó thiết kế nó như này để anh em chúng ta có thể nắm bắt được các cái cập nhật liên tục của công ty nó cập nhật nhá. Không đôi khi là đang có cái mẫu bóng đỏ anh em gửi cho anh em mẫu này, anh em bảo này không đúng mẫu, nhưng mà của nó là hàng của công ty cho nên anh em yên tâm, sản phẩm vẫn bảo hành cho anh em 1 năm đấy. Cho nên là nhiều khi các anh em mà quan trọng cái mẫu mã quá cho nên mình phải cập nhật luôn, cập nhật liên tục để cho anh em. Đây là súng súng bắn vít đây anh em này. À, cứ súng va lốp, đây là súng va lốp anh em. Đấy, đóng đi rất chắc chắn để gửi đi cho tất cả anh em. Đấy, hàng hóa thì bà xã đang đóng. Thì mình sẽ tạm ngừng video tại đây nha, để mình đóng hàng cùng vợ tí. Vợ chào anh em tí không? Chào anh em nha. Anh em yêu quý thì cứ đi vào ủng hộ vợ chồng em có tiền mua bỉm sữa nha. Dạ. Thôi khổ lắm, người chỉ nhớp nha, nhớp nhớp. Người sạch sẽ thế, nhớp cái gì? Vòng nào ra vòng đấy. Rồi ok anh em, Hiếu tạm ngừng video tại đây nha. Rồi Hiếu chào tất cả anh em nào mà muốn mua sản phẩm thì cứ liên hệ cho Hiếu qua số điện thoại là 0962783889 hoặc là liên hệ qua Zalo nha. Anh em chỉ cần nhắn tin qua Zalo số điện thoại của Hiếu là ok anh em nha. Rồi Hiếu chào tất cả anh em. Mà nhắn tin vợ chồng không kịp dẹp được thì thông cảm cho, gọi điện không nghe máy thì thông cảm. Rồi ok anh em nha.